Việt Nam giàu to rồi, Viettel sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi video của Ánh Sao Vàng, chúc quý vị một ngày tràn ngập niềm vui. Quý khán giả thân mến, quý vị đã từng nghe đến trung tâm dữ liệu hay data center hay chưa? Đây là nơi có thể tập trung các thiết bị, tài nguyên công nghệ thông tin với mật độ cao, cung cấp các chức năng xử lý, lưu trữ thông tin một cách ổn định, nhanh chóng. Nếu vẫn chưa hình dung được data center là gì, bạn có thể hiểu đơn giản, đây là một công trình chuyên để chứa các máy chủ hay các phòng máy tính. Trung tâm dữ liệu này sẽ có trách nhiệm vận hành và quản lý server của toàn bộ hệ thống. Việt Nam hiện có khoảng 27 trung tâm dữ liệu phân bổ tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ. Tuy vậy, thị trường cung cấp dịch vụ data center thì doanh nghiệp Việt chỉ chiếm được 20% thị phần, 80% còn lại thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài. Mới đây, Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel vừa công bố kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam với tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng. Dự án này lớn như thế nào và các trung tâm dữ liệu hiện nay ở Việt Nam đang vận hành ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi video để tìm câu trả lời. Viettel sẽ xây dựng trung tâm dữ liệu lớn nhất tại Việt Nam. Nội dung này nằm trong bản ghi nhớ đầu tư giữa Viettel với huyện Hóc Môn và Củ Chi được ký kết tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai huyện này, do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Theo bản ghi nhớ đầu tư, Viettel sẽ đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số của hai địa phương trên các phương diện hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Về hạ tầng số, đến năm 2025, Viettel sẽ đầu tư hạ tầng 4G, 5G để phủ sóng dịch vụ băng rộng cho 100% dân số và hạ tầng cáp quang đến 100% hộ gia đình. Đồng thời, tập đoàn cho biết sẽ triển khai trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng. Về chính quyền số, Viettel triển khai và cung cấp dịch vụ trung tâm điều hành thông minh, hệ thống trung tâm dữ liệu dùng chung phục vụ hoạt động điều hành của chính quyền. Về kinh tế số, tập đoàn đồng hành cùng chính quyền để thúc đẩy đạt được các mục tiêu đã đề ra, bao gồm 100% doanh nghiệp sử dụng nền tảng quản trị số, hợp đồng điện tử, chữ ký số. Riêng đối với nền tảng quản trị số, doanh nghiệp sẽ cung cấp cho 100% doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Về xã hội số, tập đoàn sẽ đồng hành cùng chính quyền để hỗ trợ toàn bộ người dân huyện Hóc Môn và Củ Chi sử dụng smartphone và 100% dân số sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Trong khuôn khổ sự kiện, Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, đại diện Viettel đã trao tặng 200 căn nhà tình nghĩa cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tại hai huyện Hóc Môn và Củ Chi. Hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai huyện Hóc Môn và Củ Chi năm 2022 diễn ra ngày 12 tháng 4 vừa qua. Đây là hội nghị xúc tiến đầu tư lớn sau đợt dịch COVID-19 lần thứ tư với cam kết đầu tư lên đến gần 17 tỷ USD, trong đó có gần 500 triệu USD được cấp phép lần này. Trao đổi với Vietnam Finance về các tiêu chuẩn chứng chỉ của trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, đại diện Viettel IDC cho biết đây là một tòa nhà hoặc một không gian dành riêng cho một tòa nhà hoặc một nhóm tòa nhà có năng lực cung cấp và khả năng dự phòng cho nguồn điện, kết nối dữ liệu, làm mát, phòng cháy, chữa cháy và các thiết bị an ninh khác đảm bảo cho hệ thống công nghệ thông tin với nhiều quy mô và cấu hình khác nhau hoạt động. Việt Nam là top 10 thị trường mới nổi về trung tâm dữ liệu toàn cầu. Các chuyên gia nhận định, Đông Nam Á là một trong những thị trường kỹ thuật số phát triển nhanh nhất trên thế giới. Theo đó, thị trường trung tâm dữ liệu ở khu vực này đang phát triển với nhiều khoản đầu tư khủng đổ vào các nước Singapore, Indonesia, Malaysia, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Dự kiến trong giai đoạn 2021-2026, thị trường đầu tư trung tâm dữ liệu Đông Nam Á sẽ tăng với tỷ lệ tăng trưởng gộp hàng năm CAGR trên 8%. Theo báo cáo mới nhất từ Research and Markets, hãng nghiên cứu và báo cáo đến từ Dublin Islands, thị trường dịch vụ trung tâm dữ liệu của Việt Nam đạt khoảng 858 triệu đô la vào năm 2020 và được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng kép hàng năm gần 15% cho đến năm 2026.
Theo đó, sự tăng trưởng của thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam được thúc đẩy bởi các dự án và sáng kiến của chính phủ trong nước. Bảo vệ dữ liệu, một vấn đề được quan tâm bởi toàn cầu, cũng đang trở thành một vấn đề quan trọng trong chương trình nghị sự của chính phủ Việt Nam. Các yêu cầu về bản địa hóa dữ liệu theo luật an ninh mạng cộng với nhu cầu về tốc độ xử lý tốt hơn để hỗ trợ người dùng Việt Nam là những động lực chính, được dự đoán sẽ tăng đáng kể nhu cầu về trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Bên cạnh đó, xu hướng số hóa của chính phủ Việt Nam càng thúc đẩy nhiều hơn nữa về nhu cầu các trung tâm dữ liệu trên cả nước. Thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam cũng được thúc đẩy bởi sự chuyển dịch dữ liệu của doanh nghiệp sang nền tảng đám mây. Điều này dẫn đến sự gia tăng trong việc áp dụng các giải pháp lưu trữ dữ liệu. Điều đó sẽ ảnh hưởng tích cực đến sự tăng trưởng của thị trường. Ngoài ra, việc áp dụng ngày càng nhiều các giải pháp dữ liệu lớn, Internet vạn vật, IoT và các giải pháp dựa trên đám mây dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng thị trường đến năm 2026. Việc tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu hiệu quả và các tiến bộ công nghệ cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ hội sinh lợi cho sự phát triển của thị trường cho đến năm 2026, báo cáo Research and Markets dự đoán. Theo xu hướng toàn cầu về công nghệ đám mây, ngày càng có nhiều công ty Việt Nam quan tâm và yêu cầu sử dụng dịch vụ đám mây. Tại Việt Nam, hiện có 27 trung tâm dữ liệu phân bổ tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ với quy mô, chất lượng khác nhau, đáp ứng các tiêu chuẩn chứng chỉ ở nhiều cấp độ. Để các cơ quan doanh nghiệp có thể lựa chọn được một nhà cung cấp dịch vụ data center uy tín phù hợp với yêu cầu, thì việc xem xét đánh giá các tiêu chuẩn chứng chỉ mà trung tâm dữ liệu hay nhà cung cấp dịch vụ đó đạt được mà một tiêu chí quan trọng, đại diện Viettel IDC nhấn mạnh. Theo đó, có hai bộ tiêu chuẩn quốc tế phổ biến nhất về thiết kế, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu đang được sử dụng tại Việt Nam là ANIS TIA 942 và UpMy Institute. Dựa trên các bộ tiêu chuẩn quốc tế, Việt Nam cũng đã ban hành bộ tiêu chuẩn về trung tâm dữ liệu của riêng mình là TCVN 9250, phiên bản mới nhất là TCVN 9250-2020. Các tiêu chuẩn này sẽ xem xét và đánh giá một cách tổng thể tất cả các khía cạnh của trung tâm dữ liệu vật lý, bao gồm vị trí, kiến trúc, an ninh, an toàn chống cháy, điện, cơ khí và viễn thông, được chia thành hai loại chính và thiết kế, xây dựng, vận hành với 4 cấp độ đánh giá tương ứng từ cấp độ Tier Rate 1, 2, 3, 4. Theo đại diện Viettel IDC, các nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu tại Việt Nam đều cam kết data center của mình đạt tiêu chuẩn UpMy TIA 942 cấp độ 3. Tuy nhiên, thực tế không phải nhà cung cấp nào cũng đạt được đánh giá và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn đó. Nếu xét về tiêu chuẩn UpTime TIA 942 cấp độ 3 về xây dựng vận hành, thì hiện tại ở Việt Nam mới chỉ có hai đơn vị được chứng nhận là Viettel IDC với chứng chỉ ANSI TIA 942 Race 3 Construction Facilities do EPI đánh giá và cấp chứng nhận năm 2019. STC EcoDC được UpTime cấp chứng nhận đánh giá cấp độ 3 Tier 3 về xây dựng hạ tầng TCCF Tier Certification of Constructors Facility năm 2021. Còn các nhà cung cấp khác nếu được chứng nhận thì cũng chỉ mới đạt được ở bước thiết kế, design. Đại diện Viettel IDC nói, mới đây, Viettel IDC cũng là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam được cấp đầy đủ 3 báo cáo về kiểm soát rủi ro SOC 123 Tri 2 bởi ControlCase, công ty kiểm toán độc lập hàng đầu thế giới. Ngoài các tiêu chuẩn chính về thiết kế, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu như trên, để tăng cường chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn thông tin và đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các tổ chức doanh nghiệp thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, các nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu tại Việt Nam đã nghiên cứu tổ chức triển khai và được chứng nhận nhiều các tiêu chuẩn chứng chỉ khác nhau. Có thể kể đến như hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27001, ISO 27017, hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001, chứng chỉ bảo mật thanh toán PCI DSS,
Ngày 4 tháng 5 năm 2020, trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam được công ty viễn thông FPT Telecom khởi công xây dựng với diện tích đất 10.000 m2. Data Center này nằm trong khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh và là trung tâm dữ liệu đầu tiên ở Việt Nam được thiết kế theo hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh. Và trong năm 2022, Viettel chính thức tuyên bố xoán ngôi khi lên kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam với tổng đầu tư lên đến 6.000 tỷ đồng. Những bước tiến vượt bậc trên đang không ngừng nâng cao vị thế của Việt Nam, đất nước ngày càng hiện đại hóa, chuyên nghiệp, an toàn và quy mô. Hãy chia sẻ cảm nhận và góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận. Và video đến đây là kết thúc. Nếu quý khán giả thấy hay và ý nghĩa, nhớ tặng admin một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.